Rồi. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đang đọc sách 10 ván câu hỏi vì sao. Đây nè, quá nặng quá, to lắm. 10 ván câu hỏi vì sao. Đây có sách ý nè. Bố để sắp nứt ý ra bố. Con đây là con gì đây mình không biết. Để cho mình mở ra đọc tiếp đây. Mình mới đọc đi. Mình đang 27 thôi. Sách này ai mua? Cái này bố mua. Mua tặng ai? Mua tặng mình. Nhìn tóc lâu. Sách có hay không? Có người bị hỏi đâu.